sư phá giới, chùa kinh doanh, tham lam thu lợi gấp 1000 lần. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi nội dung trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, hơn 2000 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã để lại cho nhân loại những lời tiên tri sâu sắc về thời kỳ mà ngày nay chúng ta gọi là thời mạt Pháp, một giai đoạn đánh dấu sự suy thoái đạo đức và tinh thần tôn giáo trong xã hội. Theo những lời tiên tri này, đây là thời kỳ mà giáo lý đạo Phật không còn được truyền bá rộng rãi hay hiểu đúng đắn, và con người dễ dàng bỏ qua những giáo lý cơ bản về nhân quả, từ bi và trí tuệ. Trong thời đại ngày nay, khi mà công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, thông tin được truyền bá nhanh chóng qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, chúng ta thấy rõ sự xuất hiện của những dấu hiệu mà Đức Phật đã tiên tri. Các giáo pháp tôn giáo dường như đã bị thương mại hóa, biến chùa chiền thành sàn giao dịch kinh doanh, và những người xuất gia được nhìn nhận như những nhà kinh tế đi tu. Sự thánh thiện và tinh túy của giáo lý dần bị lãng quên, thay vào đó là sự theo đuổi lợi ích vật chất và danh tiếng. Sự tranh luận về việc đi tu có phải là một nghề chỉ là biểu hiện bề ngoài của một vấn đề sâu xa hơn, sự mất mát giá trị tinh thần và đạo đức trong xã hội. Lời tiên tri của Đức Phật về thời mạt Pháp không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự suy đồi đạo đức mà còn là lời nhắc nhở về việc cần phải quay trở về với những giá trị cốt lõi của đạo Phật, sự tỉnh thức, lòng từ bi và sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Trong thời buổi hiện tại, chúng ta cần suy ngẫm về cách thức sống và tương tác với thế giới xung quanh dưới ánh sáng của những lời Phật dạy. Bằng cách nào chúng ta có thể đối mặt với thách thức của thời mạt Pháp, không chỉ bằng cách thực hành giáo lý trong cuộc sống hàng ngày mà còn bằng cách lan tỏa sự tỉnh thức và từ bi đến cộng đồng, nhằm khôi phục và duy trì giá trị tinh thần cho thế hệ hiện tại và tương lai. Đây không chỉ là trách nhiệm của những người theo đạo Phật mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xã hội, hướng tới một thế giới đầy ắp yêu thương, bình an và trí tuệ. Theo dõi video ngày hôm nay để cùng chiêm nghiệm với Ngẫm Sự Đời quý vị nhé! Quý vị thân mến, ngày nay, xã hội nhìn đâu cũng thấy hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả. Đáng sợ hơn nữa chúng ta còn thấy người ta mua điểm giả, học vị giả. Đến cả sư sãi cũng giả tu hành làm loạn pháp khiến chùa chiền vốn là nơi tâm linh, bình lặng không tránh khỏi cạm bẫy thương trường của danh, lợi và tình. Khi chùa không còn là nơi để tu hành, chưa bao giờ Phật giáo Việt Nam lại hưng thịnh như hiện nay nếu nói về sự phát triển chóng mặt của hệ thống thờ tự. Theo Wikipedia thì Việt Nam hiện có 14.775 ngôi chùa. Trong số đó có những ngôi chùa rất hoành tráng với mức đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng, lập nhiều kỷ lục trong khu vực lẫn cả thế giới. Xin lưu ý rằng, Phật giáo truyền thống nước ta không có các chùa to như thế. Tất cả những chùa quy mô lớn tầm cỡ quốc tế là những chùa mới xây. Chùa Bái Đính rộng 540 hectare tại tỉnh Ninh Bình đang giữ nhiều kỷ lục nhất như ngôi chùa rộng lớn nhất Việt Nam, tượng Phật bằng đồng lớn nhất châu Á, tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, có nhiều tượng La Hán nhất, có giếng ngọc lớn nhất và sở hữu nhiều cây bồ đề nhất Việt Nam. Có lẽ đây là ngôi chùa tiện nghi nhất khi ngay trong khuôn viên chùa có cả khách sạn và quán cà phê. Tất nhiên, du khách tới đây lễ Phật, vãn cảnh chùa thì không có gì là miễn phí. Dù không bị buộc phải chi tiền nhưng mà hầu như khách nào tới đây cũng đều phải sử dụng dịch vụ của chùa như phí gửi xe ô tô 40.000 đồng, xe máy 15.000 đồng, vé xe điện hai lượt là 60.000 đồng, vé lên bảo tháp là 50.000 đồng, thuê hướng dẫn viên là 300.000 đồng đến 500.000 đồng, ngay cả đi vệ sinh cũng mất 2.000 đồng mỗi lượt. Đó là chưa kể đến vô số hòm công đức rải rác khắp nơi trong khuôn viên chùa Bái Đính. Chùa Bái Đính chỉ là một trong những đại công trình do tư nhân đang làm chủ những địa điểm tâm linh. Trong khi rất nhiều công trình dân sinh cần được đầu tư như bệnh viện quá tải, trường học xuống cấp, cầu cống sập đổ,
lún ngập, nguồn nước ô nhiễm, thì những siêu dự án vẫn tiếp tục mọc lên với quy mô ngày càng khủng như dự án khu tâm linh tại đảo Cái Cháp, Hải Phòng. Ngoài tượng Phật cao 150 mét còn có cả khu biệt thự nghỉ dưỡng, sòng bạc casino. Dự án khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc Thái Nguyên rộng 18.940 hectare, có bảo tháp lớn nhất thế giới với sức chứa lên đến 10.000 người. Dự án chùa Tam Trúc, Hà Nam có diện tích lên đến 5.000 hectare với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Mục tiêu chùa Tam Trúc trở thành chùa lớn nhất thế giới sau khi hoàn thiện. Đến nay, chùa thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Dự án khu du lịch tại chùa Hương đề xuất rộng 1.000 hectare với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng. Gần đây là dự án Tam Đảo 2 với diện tích quy hoạch khoảng 300 hectare, được tập đoàn Sun Group đầu tư với số vốn khoảng 25.000 tỷ đồng. Điều đáng nói là tất cả các dự án gắn liền với tâm linh đều rộng từ vài trăm đến vài ngàn hecta đất ấy. Đa số chùa tháp khu vực tâm linh chỉ chiếm một diện tích vô cùng khiêm tốn so với cả tổng thể dự án dành cho khu dịch vụ nghỉ ngơi, giải trí. Ví dụ như quần thể khu Bái Đính có diện tích 1.700 hecta nhưng quần thể chùa chỉ chiếm 80 hecta. Chùa Tam Trúc được cho là rộng nhất thế giới chỉ chiếm 144 hectare trong khi diện tích chủ đầu tư được giao lên tới 5.100 hectare. Dự án Cái Cháp rộng 450 hectare trong khi khu tâm linh chỉ chiếm khoảng 88,7 hectare. Không khó để nhận ra đi kèm với cái diện tích nhỏ bé ấy là hàng loạt các bất động sản dành cho nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, sòng bài song hành cùng nhà Phật. Hệ quả theo sau những đại công trình ấy là thiên nhiên bị tàn phá, cây rằng bị chặt phăng đi, đất ruộng của dân bị thu hồi. Người dân nếu muốn thưởng ngoạn cảnh đẹp núi rừng, vào chùa lễ Phật đều phải qua bót của các doanh nghiệp, mua vé vào cổng và trả tiền cho khoản dịch vụ. Đó là lý do mà đường bộ lên Bà Nà đã bị khóa cửa, rừng Tam Đảo bị đóng kín. Muốn lên bảo tháp chùa Bái Đính thành kính chiêm ngưỡng và lễ Phật cũng bị thu tiền. Chưa nơi đâu mà dịch vụ thu phí lại nhiều như những khu du lịch tâm linh này, mà thực chất là mảnh đất màu mỡ để các doanh nghiệp trục lợi, kiếm tiền buôn tăng bán Phật. Chùa rộng lớn, tượng Phật đồ sộ, cảnh quan hoành tráng nhưng thực tế đó không còn là miền đất thanh tịnh để các nhà sư tu hành, mà nó tương phản với thực trạng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng trong Phật giáo hàng ngàn năm. Theo truyền thống Phật giáo, chùa chiền là không gian để các tăng ni tu hành thanh tịnh, nghe tiếng chuông chùa vào buổi sáng, tiếng gõ mõ lúc hoàng hôn, đọc kinh thờ Phật dưới ánh đèn le lói của chùa. Đây cũng là nơi để mọi người, thuộc đủ mọi giai tầng trong xã hội đến tĩnh tâm, tìm kiếm sự an nhiên và thờ cúng ở đó. Tu hành đòi hỏi một trái tim trong sạch không truy cầu bất cứ điều gì. Thờ cúng cũng cần có một môi trường nghiêm túc và trang nghiêm. Người xưa từng nói, núi không cần cao, có tiên sẽ linh. Sông không cần sâu, có rồng sẽ linh. Chùa không cần to, có người chân tu sẽ linh. Văn hóa truyền thống vốn nhấn mạnh vào nội hàm tinh thần như vậy. Và chỉ có như thế mới có thể đem lại lợi ích tâm linh theo đúng nghĩa cho quảng đại quần chúng. Tuy nhiên, các ngôi chùa đã bị biến thành các địa điểm du lịch vì lợi ích kinh tế trở thành sàn giao dịch tâm linh. Các loại lễ giải hạn, cầu an, tụng niệm, tang lễ, cầu siêu, đưa vong lên chùa, bán khoán, vốn không có trong giáo lý nhà Phật, giờ đây lại được nhà chùa mềm hóa theo kiểu tín ngưỡng dân gian. Và được chúng sinh hưởng ứng tạo nên một thị trường nhộn nhịp chưa từng thấy. Trong nhiều năm trở lại đây, nhiều ngôi chùa đã trở thành nơi chuyên cung cấp dịch vụ tín ngưỡng mang tính trao đổi, đổi trác lời cầu nguyện lấy sự mưu cầu, đổi trác tiền bạc để lấy sự an tâm. Đấy đó, mái chùa bị biến thành cơ sở tâm linh nhuốm màu vật chất với các hoạt động mang tính chất mê tín, dị đoan. Buồn thay, sự việc ấy lại cho chính người của nhà chùa đứng ra tổ chức, trong khi một bộ phận nhà chùa có khi rùa lên rất nhanh, thì một bộ phận người dân cũng mua được sự an lạc tạm thời. Thế nên mới có những ngôi chùa nổi tiếng về cúng sao giải hạn,
có chùa được biết đến với dịch vụ gọi vong, có chùa chuyên làm lễ cầu duyên, và cũng có những ngôi chùa mà quan chức tấp nập đến vì linh thiêng trong việc đem đến cho họ quyền lực. Thật ra, bất cứ một tôn giáo chân chính nào ra đời đều mang mục đích làm điểm tựa tâm linh cho con người, khiến cho con người hướng đến những điều tốt đẹp hơn, sống tốt hơn. Tôn giáo chân chính có hai mục đích, một là để phổ truyền một phương pháp tu luyện nào đó mà giúp ai có căn cơ tốt có thể theo đó mà đắc đạo, tu lên cao. Hai là giúp duy trì đạo đức của xã hội. Giáo lý Phật giáo vốn dĩ không hướng đến sự tìm kiếm, mưu cầu mọi thứ từ chung quanh mà thực chất là sự tự giác ngộ và giải thoát chính bản thân khỏi những đam mê lầm lạc, u tối, tham lam. Thế nhưng, một bộ phận sư trụ trì lại đóng vai trò như là một chủ doanh nghiệp biết huy động vốn, ra giá, mời chào đầu tư mà không còn chuyên tâm vào việc tu hành nữa, dẫn đến những vụ bê bối đình đám liên quan đến chuyện tiền bạc, sắc giới. Hàng ngày những vị sư trụ trì này giao thiệp với đủ loại nhân sĩ, với quan chức và với giới doanh nhân trong xã hội. Như những ông chủ các doanh nghiệp, phần nhiều thời gian vị sư trụ trì này phải lao vào các cuộc tiếp đãi khách khứa và xử lý công việc, còn đâu thời gian để tu hành. Tâm của họ không còn đặt vào cõi bồng lai tứ đại cũng chẳng dai không nữa, và đền chùa cũng chỉ là đơn vị công tác của họ mà thôi. Phương pháp tu luyện mặt nhìn vào vách núi do lão tổ Đạt Ma truyền lại là cần có một hoàn cảnh thanh tịnh thì đến này không còn một chút gì. Với những tai tiếng xảy ra liên tục, gần đây nhất là vụ giải vong ở chùa Ba Vàng, vụ đại đức Thích Thanh Toàn rủ rê đầu tư bất động sản và gạ Tình Phong Viên, vấn đề tâm linh đã bị các nhóm lợi ích, giới doanh nhân và một bộ phận các như sự thoái hóa, biến chất coi là một lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận khổng lồ. Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, khi mà văn hóa và tâm linh dần bị thương mại hóa, sự phát triển nóng của hệ thống thờ tự tại Việt Nam là một dấu hiệu đáng lo ngại, phản ánh sự chuyển mình từ giáo lý Phật giáo truyền thống sang một hình thái mới, nơi mà lợi ích kinh tế chiếm ưu thế. Sự hiện diện của 14.775 ngôi chùa, trong đó không ít là những công trình hoành tráng với mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, không chỉ là biểu hiện của sự hưng thịnh mà còn là minh chứng cho sự lệch lạc trong việc hiểu và thực hành giáo lý. Đặc biệt, chùa Bái Đính với hàng loạt kỷ lục và tiện ích đắt đỏ đã biến không gian tâm linh này thành một điểm du lịch thuần túy, nơi mà mọi dịch vụ đều mang giá trị giao dịch. Điều này không chỉ làm lu mờ bản chất tu tập, mà còn khiến cho các giá trị tâm linh và đạo đức truyền thống bị bào mòn. Việc này đặt ra một câu hỏi lớn về việc làm thế nào để giữ gìn và phát huy giáo lý Phật giáo trong thời đại mới, mà ở đó, sự thanh tịnh và giá trị tinh thần được ưu tiên hàng đầu. Đi tu liệu có phải là một cái nghề? Thứ nhất, đi tu là một nghề hái ra tiền. Trong xã hội hiện đại, quan niệm về việc đi tu đã dần có những biến chuyển đáng kể. Đặc biệt, một số quan điểm coi việc tu hành không chỉ là con đường tinh thần mà còn được xem như một nghề nghiệp với những lợi ích vật chất đáng kể đính kèm. Cụ thể, nhóm người này cho rằng việc đi tu hiện nay có thể coi là một nghề hái ra tiền, bởi lẽ họ nhận thấy rằng việc này dường như không yêu cầu nhiều vốn liếng kiến thức hay đầu tư tài chính ban đầu. Theo họ, chỉ cần nắm vững vài bài kinh cơ bản là có thể bước chân vào nghiệp tu hành một cách dễ dàng. Họ mô tả, khi tu hành, không cần phải lao động nặng nhọc nhưng lại có thể nhận được nhiều tài trợ từ Phật tử dưới dạng đất đai, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, thậm chí là được cung phụng mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, từ ăn ở đến giải trí. Điều này cho phép họ có một cuộc sống thoải mái, xa hoa mà không cần phải lo lắng về các vấn đề tài chính hay thuế má. Thậm chí, một số cá nhân còn biến những nơi tu hành, từ nhà ở đến chốn thờ phụng, thành các cơ sở kinh doanh, từ việc bán sách đến cung cấp gói thực phẩm với giá cắt cổ. Tất cả hoạt động kinh tế đều được thực hiện qua giao dịch tiền mặt. Đáng chú ý, những quan điểm này không chỉ phản ánh một góc nhìn về đời sống tâm linh trong xã hội hiện đại mà còn làm dấy lên những câu hỏi về đạo đức và giá trị thực sự của việc tu tập. Liệu rằng,
trong bối cảnh mà vật chất và lợi ích kinh tế dần trở nên quan trọng, việc đi tu có còn giữ được ý nghĩa tinh thần và sự thanh cao mà nó vốn dĩ hướng đến? Và làm thế nào để cân bằng giữa việc duy trì lối sống tâm linh với những cám dỗ vật chất trong thế giới phồn hoa đô hội? Câu trả lời cho những câu hỏi này không chỉ là một thách thức đối với cá nhân mỗi người tu hành mà còn là một đề tài đáng suy ngẫm cho cả cộng đồng Phật tử và xã hội nói chung. Thứ hai, tất cả lễ lộc tôn giáo đều được định giá. Trong bản chất của đạo Phật, giáo lý nhấn mạnh sự từ bi và lòng bao dung với mong muốn mang lại sự an lạc và giải thoát cho mọi chúng sinh. Tuy nhiên, một hiện tượng đáng buồn đang dần trở nên phổ biến trong một số cơ sở tôn giáo hiện đại, việc thương mại hóa các nghi lễ tâm linh. Thứ hai trong chuỗi các vấn đề được đề cập đến, liên quan đến cách thức đánh giá và áp dụng các mức giá cho các lễ lộc và nghi thức tôn giáo, đã tạo nên một bức tranh không mấy tươi sáng về một phần của đời sống tâm linh. Cụ thể, các lễ lộc tôn giáo không còn dựa trên tinh thần từ bi và chia sẻ, mà lại tuân theo một cơ cấu giá cả, biến chúng thành dịch vụ có giá, mà không có sự cân nhắc đến hoàn cảnh của người nghèo hay những người không đủ khả năng chi trả. Điều này không chỉ làm mất đi giá trị cốt lõi của giáo lý, mà còn gây ra tình trạng bất bình đẳng và tạo ra rào cản tâm linh giữa người có và không có. Hơn nữa, việc các thầy chùa đặt ra các mức giá cắt cổ cho các dịch vụ tâm linh như tụng kinh, cầu siêu hoặc tổ chức lễ tang theo nhiều cấp độ khác nhau dựa trên khả năng tài chính đã biến những nghi lễ truyền thống thành một loại hình dịch vụ thương mại. Sự phân biệt đối xử này không những khiến cho tâm hồn và tinh thần của tín đồ bị tổn thương mà còn gây ra cảm giác bất công trong cộng đồng Phật tử. Đáng buồn thay, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông một hình ảnh thiêng liêng và trang nghiêm từ bao đời nay, nay dần bị lu mờ bởi những giao dịch vật chất, khiến cho nhiều người phải suy ngẫm về giá trị thực sự mà họ nhận được từ việc tu hành và tham gia vào cộng đồng tâm linh. Trong tình hình như vậy, việc xây dựng lại niềm tin và tôn trọng lẫn nhau trong cộng đồng Phật giáo, cũng như khôi phục lại giáo lý từ bi và bao dung, trở nên cấp thiết, cần có sự chung tay của cả cộng đồng tín đồ và các vị tu sĩ, hướng tới một môi trường tâm linh trong sạch và công bằng, nơi mà mọi người đều có thể tìm thấy sự an lạc và giải thoát, bất kể hoàn cảnh kinh tế. Thứ ba, chùa lớn, sư đi xe sang, dùng hàng hiệu. Trong thời đại hiện nay, khi sự vật chất dần chi phối mọi khía cạnh của đời sống, một số người đã quan niệm rằng việc đi tu không chỉ là một hành trình tâm linh mà còn trở thành con đường ngắn nhất để đạt được sự giàu có và danh vọng. Những dẫn chứng về việc xây dựng những ngôi chùa nguy nga, tráng lệ, sử dụng xe hơi sang trọng, điện thoại đắt tiền và thậm chí là có đội ngũ người hầu hạ cơm bưng, nước rót đã tạo nên một hình ảnh phản cảm trong cộng đồng, đặc biệt là trong mắt những người đã dành bao công sức và thời gian để đạt được tri thức và kiến thức nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp. Quan niệm này không chỉ làm méo mó bản chất của việc tu hành một hành trình tìm kiếm sự thanh thản và giải thoát từ những ràng buộc của cuộc sống mà còn gây ra sự chênh lệch, ghen tị và mất lòng tin vào giá trị tâm linh. Thay vì tìm kiếm sự thanh thản và giác ngộ thông qua sự tu tập và tu hành, việc đi tu trong tâm thức của một số người lại trở thành một nghề mang lại lợi ích vật chất và danh vọng nhanh chóng. Một phương tiện để đạt được sự giàu có mà không cần phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Hình ảnh các vị tu sĩ chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh phản cảm, xa hoa không chỉ gây ra những tranh cãi và làm giảm uy tín của cộng đồng tu hành mà còn khiến cho nhiều người đặt câu hỏi về giá trị thực sự của việc tu tập và hành đạo. Sự thực hiện các nghi lễ tôn giáo không còn xuất phát từ lòng thành kính và sự tìm kiếm sự thanh thản nội tâm mà thay vào đó dường như đã trở thành một phần của giao dịch vật chất, một cách để đổi trác giữa sự giàu có và danh vọng với sự cung phụng và sùng bái từ quần chúng. Sự biến đổi này đặt ra một câu hỏi lớn về bản chất và mục đích của việc tu hành trong thời đại hiện nay. Điều quan trọng là cần phải nhận thức lại về giá trị cốt lõi của tôn giáo và sự tu tập,
không phải là để đạt được lợi ích vật chất hay danh vọng, mà là một hành trình tìm kiếm sự giác ngộ, giải thoát và hướng đến một cuộc sống tâm linh phong phú và ý nghĩa hơn. Thứ tư, Phật tử sùng bái, coi nhà sư là thần thánh. Sự kính trọng vô độ và đôi khi quá mức của một số Phật tử đã tạo nên một bức tranh tôn giáo méo mó, nơi mà giáo lý và giáo dục tâm linh bị lệch lạc bởi sự thần thánh hóa không phù hợp. Việc này không chỉ làm hư những bậc tu sĩ mà còn khiến cho bản chất khiêm tốn và phục vụ của họ bị lu mờ. Cái tôi và quyền lực được thổi phồng không chỉ xa rời giáo lý mà còn tạo ra một khoảng cách giữa nhà tu hành và người phàm tục. Thay vì hướng dẫn và phục vụ, một số nhà tu hành giờ đây tự xem mình là người có quyền ban phước, quyền quyết định lớn lao trên người khác. Điều này làm méo mó hình ảnh tu sĩ trong cộng đồng. Hơn nữa, việc một số người sử dụng tôn giáo như một phương tiện để thực hiện mục tiêu chính trị và kinh doanh đã làm cho tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Các thầy tu bị đưa lên làm biểu tượng, được vây quanh bởi sự chú ý và tôn sùng như những nhân vật quyền lực, khiến cho việc tu hành trở nên giống như một cuộc sống xa hoa, trái ngược với lý tưởng giản dị và tự giác mà Phật giáo luôn hướng tới. Tuy nhiên, đa số Phật tử thực sự không đồng tình với quan điểm coi đi tu như một nghề. Họ coi rằng việc tu hành là một hành trình tâm linh chân thực, nơi tìm kiếm sự giác ngộ và giải thoát cho bản thân và cho người khác, chứ không phải là cơ hội để phô trương, kiếm lợi. Một thái độ thiếu thiện chí và bất kính đối với quan điểm này không chỉ làm tổn hại đến giá trị tâm linh mà còn làm suy giảm uy tín và sự tôn trọng dành cho cộng đồng tu hành. Vấn đề cốt lõi ở đây không chỉ là sự hiểu lầm về bản chất của việc tu hành, mà còn về cách chúng ta kính trọng và tôn vinh những người tu hành. Để giữ gìn giá trị tâm linh và đạo đức trong Phật giáo, cần có sự điều chỉnh từ cả hai phía, nhà tu hành và Phật tử, hướng tới việc xây dựng một cộng đồng tâm linh mạnh mẽ, trong sạch và tôn trọng lẫn nhau, dựa trên những giáo lý chân chính và tình thương yêu không điều kiện. Quý vị thân mến, thực chất của việc đi tu không phải là một nghề. Những quan niệm sai lầm rằng đi tu là một nghề chỉ xuất phát từ những hiểu biết chưa đúng và hành vi không chân chính của một số bộ phận tu sĩ. Trên thực tế, con đường tu luyện thân và tâm là một hành trình gian khổ, đòi hỏi sự nghiêm túc và cam kết lớn. Không phải ai cũng có thể đạt được kết quả chân thiện mỹ và sự giải thoát giác ngộ một cách dễ dàng. Quan niệm coi đi tu như một nghề thực ra là chỉ trích nhằm vào một số ít người đã lợi dụng tôn giáo để phục vụ cho mục đích cá nhân, trục lợi. Tuy nhiên, ngay cả khi không coi đi tu là một nghề, chúng ta cũng cần phải nhận ra và đối mặt với những nguyên nhân dẫn đến những hành vi tu hành không đúng đắn, để từ đó tìm cách khắc phục và nâng cao đạo đức, giá trị tâm linh của cộng đồng tu sĩ. Thứ nhất, trong quá khứ, một số văn bản pháp luật của nhà nước đã vô tình đánh đồng nghề tu hành của tu sĩ Phật giáo và các tôn giáo khác với việc hành nghề tôn giáo, dẫn đến những hiểu lầm nghiêm trọng về bản chất và mục đích của việc tu hành. Cách hiểu này không chỉ làm méo mó lý tưởng xuất gia cao đẹp, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xúc phạm đến giá trị và đóng góp to lớn của tăng sĩ Phật giáo đối với đời sống xã hội. Khái niệm này làm mờ đi bản chất thực sự của việc tu hành. Đó không phải là một nghề để kiếm sống mà là một hành trình tâm linh nhằm tìm kiếm giác ngộ và giải thoát. Việc tu hành trong Phật giáo thể hiện sự từ bỏ danh lợi, tài sản và các thú vui trần tục để hướng tới lý tưởng sống cao cả, phục vụ và giúp đỡ chúng sinh, xóa bỏ khổ đau và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Điều này thể hiện qua hàng ngàn tăng sĩ Phật giáo, những người đã từ bỏ cuộc sống thành công, vai trò quan trọng trong xã hội để theo đuổi lý tưởng Phật giáo, trở thành những nhà đạo đức và tâm linh, dành cả đời mình cho việc phụng sự nhân loại. Phật giáo không đề cao việc nhận lương, bổng lộc, quyền uy hay chức tước. Trái lại, các tu sĩ Phật giáo thực sự là những người vô sản, sống một cuộc đời giản dị, tập trung vào việc tu tập, rèn luyện bản thân và thực hành các giáo lý về lòng từ bi, sự giác ngộ. Họ không tìm kiếm sự giàu có vật chất hay vị thế xã hội, mà thay vào đó,
hướng tới mục tiêu cao cả là giải thoát cho bản thân và giúp đỡ chúng sinh. Điều này thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa việc tu hành trong Phật giáo so với quan niệm thông thường về một nghề trong xã hội hiện đại, nơi giá trị được đo lường bằng tiền bạc và vật chất. Trong quá khứ, một số văn bản pháp luật của nhà nước đã vô tình đánh đồng nghề tu hành của tu sĩ Phật giáo và các tôn giáo khác với việc hành nghề tôn giáo, dẫn đến những hiểu lầm nghiêm trọng về bản chất và mục đích của việc tu hành. Cách hiểu này không chỉ làm méo mó lý tưởng xuất gia cao đẹp, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xúc phạm đến giá trị và đóng góp to lớn của tăng sĩ Phật giáo đối với đời sống xã hội. Khái niệm này làm mờ đi bản chất thực sự của việc tu hành. Đó không phải là một nghề để kiếm sống mà là một hành trình tâm linh nhằm tìm kiếm giác ngộ và giải thoát. Việc tu hành trong Phật giáo thể hiện sự từ bỏ danh lợi, tài sản và các thú vui trần tục để hướng tới lý tưởng sống cao cả, phục vụ và giúp đỡ chúng sinh, xóa bỏ khổ đau và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Điều này thể hiện qua hàng ngàn tăng sĩ Phật giáo, những người đã từ bỏ cuộc sống thành công, vai trò quan trọng trong xã hội để theo đuổi lý tưởng Phật giáo, trở thành những nhà đạo đức và tâm linh, dành cả đời mình cho việc phụng sự nhân loại. Phật giáo không đề cao việc nhận lương, bổng lộc, quyền uy hay chức tước. Trái lại, các tu sĩ Phật giáo thực sự là những người vô sản, sống một cuộc đời giản dị, tập trung vào việc tu tập, rèn luyện bản thân và thực hành các giáo lý về lòng từ bi, sự giác ngộ. Họ không tìm kiếm sự giàu có vật chất hay vị thế xã hội, mà thay vào đó, hướng tới mục tiêu cao cả là giải thoát cho bản thân và giúp đỡ chúng sinh. Điều này thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa việc tu hành trong Phật giáo so với quan niệm thông thường về một nghề trong xã hội hiện đại, nơi giá trị được đo lường bằng tiền bạc và vật chất. Thứ hai, trong bối cảnh hiện nay, thực tế cho thấy vẫn có những hành động và lời nói không phù hợp từ một số người tu đạo đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và đạo đức của Phật giáo. Các sự việc này thường được báo chí phản ánh, tạo ra những luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng. Tuy nhiên, quan trọng là phải nhìn nhận và đánh giá mỗi trường hợp một cách khách quan và toàn diện, tránh đưa ra những phán xét vội vã hay áp đặt một khuôn mẫu cố định lên tất cả mọi người tu đạo. Cần nhận thức rõ rằng, con đường tu tập là một hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn, tự chỉnh và sửa mình. Mọi tu sĩ đều trải qua quá trình tu tập và rèn luyện bản thân, hướng tới sự hoàn thiện. Họ chưa thể ngay lập tức đạt được sự trang nghiêm và hoàn chỉnh theo chuẩn mực của giới luật Phật giáo. Do đó, việc một số người vi phạm giới luật trong quá trình này cũng cần được hiểu trong bối cảnh của một quá trình học hỏi và phát triển liên tục. Đồng thời, sự xuất hiện của những người giả danh tu sĩ để lợi dụng tôn giáo cho mục đích cá nhân không chỉ làm ảnh hưởng tiêu cực tới Phật giáo mà còn vi phạm pháp luật. Những hành vi như giả sư khất thực, bán hương, quyên tiền góp phần làm mờ đi hình ảnh thiêng liêng của tôn giáo và đồng thời tạo ra một bức tranh không chính xác về những người chân chính tu tập. Bên cạnh đó, những trường hợp tu sĩ sống không phù hợp với phạm hạnh không những gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân họ mà còn làm tổn hại đến uy tín của toàn bộ cộng đồng tu hành. Câu chuyện con sâu làm rầu nồi canh phản ánh sự cần thiết của việc mỗi cá nhân trong cộng đồng tu hành cần tự giác tu tập và nâng cao đời sống đạo đức của mình. Từ những suy tư và quan sát, rõ ràng là cần có một cái nhìn cân nhắc, đánh giá mỗi trường hợp một cách công bằng và đầy đủ, nhận thức rõ ràng về bản chất và mục tiêu cao cả của việc tu hành. Đồng thời, cộng đồng Phật giáo cần phải cùng nhau nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ và phát huy giá trị đích thực của Phật giáo, qua đó góp phần xây dựng một xã hội đạo đức, văn minh hơn. Phật giáo, một trong những tôn giáo lâu đời và phổ biến nhất tại Việt Nam, đã có hơn 2.500 năm hình thành, phát triển và sâu đậm trong tâm hồn người dân. Qua bao thế hệ, nhà chùa và những người tu hành như Tăng Ni đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, được người Việt kính trọng và yêu mến. Truyền thống văn hóa của dân tộc ta đã dạy chúng ta biết tôn kính những người đã từ bỏ cuộc sống trần tục, tìm kiếm con đường tu tâm,
tu thân với mục đích hướng dẫn mọi người tới một cuộc sống an lành, đạo đức và tốt đẹp. Các bậc tu sĩ Phật giáo là những nhà lãnh đạo tinh thần đã thành công trong việc vượt qua ba ngọn núi lớn của cõi phàm tục, tham lam, giận dữ và si mê. Họ đã lựa chọn rời bỏ gia đình, từ bỏ vinh hoa, phú quý để cam kết một cuộc sống dành riêng cho việc phục vụ chúng sinh, dựa trên nguyên tắc từ bi, hỷ xả, không chỉ làm cho cuộc sống tâm linh của họ mà còn của cả cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn. Họ chấp nhận trở thành những người khiêm tốn nhất trong xã hội, thậm chí quên đi bản thân mình để dâng hiến cho mục tiêu cao cả hơn. Như vậy, không quá khi nói rằng, hình ảnh của các tăng ni, tăng sĩ Phật giáo không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn cảm hứng vô giá cho người dân Việt Nam. Sự kính trọng dành cho họ là biểu hiện của lòng biết ơn sâu sắc cho những giáo lý và giá trị đạo đức mà họ mang lại, giúp xây dựng và nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người dân trở nên trong sạch và đẹp đẽ hơn. Trong xã hội hiện đại, sự hiểu biết hạn chế và thiếu hướng dẫn chu đáo cho một số Phật tử đã tạo ra một quan niệm sai lầm về việc kính trọng tu sĩ đến mức phóng đại và không cần thiết. Thái độ này biến thầy tu, vốn nên được nhìn nhận như những người hướng dẫn tinh thần, thành những bậc thần thánh với quyền năng phi thường, có khả năng ban phước hay giáng họa. Sự cung phụng mù quáng này không những làm méo mó bản chất khiêm tốn, phục vụ của đạo Phật mà còn khiến một số tu sĩ lạc lối, tự đặt mình vào vị thế cao hơn và coi việc được Phật tử hầu hạ là điều tự nhiên. Hơn nữa, một bộ phận Phật tử đã lợi dụng hình ảnh và uy tín của các tu sĩ để đạt được mục đích cá nhân, kích thích sự hình thành của các mối liên kết vụ lợi giữa Phật tử, doanh nhân và thầy tu. Sự xuất hiện của quan niệm cho rằng đi tu là một nghề không chỉ là hệ quả của việc hiểu biết thiếu chính xác và sự cung phụng quá mức, mà còn do việc tu hành bị nhìn nhận như một con đường dễ dàng để thăng tiến và giàu có mà không cần tới sự nỗ lực thực sự. Sự phức tạp này làm nổi bật tầm quan trọng của việc giáo dục và hướng dẫn Phật tử một cách đúng đắn, nhấn mạnh vào giáo lý và đạo đức cốt lõi của Phật giáo. Điều này giúp đảm bảo rằng sự kính trọng dành cho tu sĩ được thể hiện một cách phù hợp và lành mạnh, không chỉ giữ vững tinh thần và nguyên tắc của đạo Phật mà còn hỗ trợ sự phát triển cá nhân của mỗi tín đồ. Việc đặt giá cho các khóa lễ bởi các tu sĩ đã trở thành một hiện tượng rất phổ biến, đặc biệt là tại các ngôi chùa ở phía Bắc Việt Nam. Điều này không chỉ phản ánh sự kinh doanh hóa trong hoạt động tôn giáo mà còn cho thấy sự lợi dụng lòng tin của Phật tử. Thật đáng ngạc nhiên khi biết rằng giá của một số khóa lễ có thể lên tới hàng tỷ đồng, đặc biệt là khi được tổ chức bởi những vị tu sĩ nổi tiếng. Người càng được coi trọng và giá cả dịch vụ của họ càng tăng cao. Không chỉ có vậy, số tiền thu được từ những sự kiện này không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cơ quan thuế vụ nào, cũng như không bị kiểm toán, cho phép các vị tu sĩ tự do đặt giá và thu tiền một cách tự do. Hệ quả là, nhiều người bắt đầu nhìn nhận việc tu hành như một nghề dễ dàng kiếm tiền, không yêu cầu đầu tư tiền bạc hay công sức đáng kể. Hiện tượng này không chỉ làm méo mó bản chất của đạo Phật, một tôn giáo dựa trên sự giác ngộ và tự giải thoát, mà còn tạo ra một bức tranh sai lệch về cuộc sống tu hành, khiến công chúng và cả cộng đồng Phật tử mất lòng tin. Điều quan trọng là cần có sự chấn chỉnh từ cả cộng đồng Phật giáo và các cơ quan quản lý, nhằm đảm bảo rằng hoạt động tôn giáo giữ được sự trong sạch và tránh xa lối mòn kinh doanh, qua đó bảo vệ giá trị đạo đức và tinh thần của Phật giáo. Sự xuất hiện của những người giả danh tu sĩ Phật giáo, sống cuộc đời thiếu phạm hạnh và lợi dụng tôn giáo cho mục đích cá nhân như khất thực giả mạo, bán hương, quyên tiền, hoặc thậm chí lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng, lan rộng khắp nhiều địa phương và tầng lớp xã hội. Báo chí đã không ít lần phản ánh những hiện tượng này, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và đạo đức của người tu sĩ Phật giáo trong mắt công chúng. Một số người khi bị phát hiện thường tìm cách biện minh rằng họ đang trên con đường tu hành để tự sửa mình, cho rằng vi phạm giới luật hay hành động,
lời nói phản cảm chỉ là những sai lầm bình thường trên hành trình tìm kiếm sự hoàn thiện. Họ khẳng định rằng mình cần thêm thời gian và quá trình tu tập, rèn luyện để chuyển hóa bản thân, đạt được chuẩn mực đạo đức của một tu sĩ thực thụ. Tuy nhiên, lập luận này không thể là cái cớ để biện hộ cho những hành vi lạc lối, thậm chí vi phạm pháp luật. Đạo Phật dạy về sự tự giác, tự chủ trong việc rèn luyện bản thân và tuân thủ giới luật, không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì sự thanh tịnh và tôn nghiêm của cộng đồng Phật tử. Sự xuất hiện của những vụ việc tiêu cực không chỉ làm xói mòn niềm tin vào tôn giáo mà còn làm giảm sút giá trị tâm linh mà Phật giáo mang lại. Cần phải có một hệ thống giáo dục và hướng dẫn từ cấp độ giáo hội Phật giáo cùng với sự giám sát chặt chẽ để ngăn chặn những hành vi lệch lạc, đồng thời nâng cao ý thức và kiến thức về Phật Pháp cho tất cả các tăng ni, tu sĩ. Điều này không những giúp họ hiểu rõ hơn về trách nhiệm và sứ mệnh của bản thân trước Phật Pháp và chúng sinh mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng Phật giáo trong sạch, tôn nghiêm, đúng với tinh thần từ bi và trí tuệ mà Đức Phật đã dạy. Quý vị thân mến, là một người kính ngưỡng Phật giáo và tôn trọng hình ảnh của người tu sĩ, tôi tin sâu sắc vào nguyên lý nhân quả, gieo nhân nào, gặt quả nấy. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi hành vi sai trái của các vị tu sĩ không chỉ gây hậu quả cho bản thân họ mà còn ảnh hưởng đến uy tín của toàn bộ cộng đồng tu hành, cũng như giáo hội Phật giáo nói chung. Gần đây, chúng ta đã chứng kiến một số vụ việc đáng buồn, từ việc sử dụng ma túy, dẫn người ngoại đạo vào chùa qua đêm, đến việc lừa đảo tình cảm và tiền bạc, thậm chí là những hành động tự tử vì thất tình, gây rối loạn trong cộng đồng Phật giáo. Những sự việc này không chỉ xuất phát từ việc kính ngưỡng quá mức của một số Phật tử mà còn bắt nguồn từ sự thiếu kiên định trong tu hành của chính các tu sĩ khi họ không thực sự tuân thủ và phục vụ nhân sinh theo đúng tinh thần từ bi và vô ngã mà Phật dạy. Vấn đề nằm ở chỗ, công tác quản lý và giáo dục trong cộng đồng tăng ni hiện nay dường như chưa được thực hiện một cách hiệu quả. Các vụ việc vi phạm thường chỉ được phát hiện khi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và giáo hội thường không có phản ứng kịp thời hoặc minh bạch. Điều này tạo cơ hội cho các thế lực xấu lợi dụng nhằm bôi nhọ và làm xấu đi hình ảnh của Phật giáo trong mắt công chúng. Để giải quyết tình trạng này, chúng ta không thể trông chờ vào sự can thiệp từ bên ngoài mà phải chính cộng đồng Phật giáo đứng lên và thực hiện các biện pháp cải thiện từ bên trong. Việc loại bỏ những tu sĩ vi phạm giới luật nghiêm trọng là bước đầu tiên quan trọng để tái lập kỷ cương và trang nghiêm trong giáo hội. Chỉ khi đó, Phật giáo mới có thể thực sự phát huy vai trò về mặt đạo đức trong xã hội, tiếp tục là tổ chức kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của Phật giáo Việt Nam, mang lại sự an lạc, hạnh phúc cho mọi người dân. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây là đã hết rồi. Quý vị cũng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.